Thì coi như là mừng cho người bạn già cứu TV và buồn cho người bạn già tí nị cun. Chết 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 chết. Đánh thế này thì chết. Eo cây thì không phải bàn rồi, eo cây năm nay lì đấy. Mẹ năm nay eo cây đánh rất lì đấy, được. Đánh có cái độ là chắc cú mà nhìn mấy đứa đánh nó bắt đầu nghiêm túc lên rồi đấy. Tôi nói là không phải là mọi năm là không nghiêm túc. Nhưng mà ở eo cây những năm trước có cái gì đấy nó vẫn cảm giác nó vẫn có thể là thiếu đi cái sự lì lợm, nhưng mà năm nay thì eo cây qua hai cái trận đầu tiên này cho thấy cái sức mạnh. Được, top 3, eo cây top 3, thừa sức top 3 được. Đúng, tôi không nghĩ là Gam thua hai trận liền giống như cái bạn gì kia. Có người thì nói là do Pelu. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng chả phải do Pelu đâu. Cái này thì làm sao mà do Pelu được. Ai hù. Anh nghĩ QG có hai ngôi sao không? Ai. Trao giải MVP cho Pelu đúng. Mẹ, công nhận là Pelu sợ thật đấy. Tại sao lại có những cái người mà nặng vía đến như thế được cái chuyện này? Không thể tưởng tượng nổi. Levi gánh tụt quần. Cái trận đầu mình nhìn thấy cái con ca thớt mình thấy tươi thế. Lúc đầu đánh ổn như thế rồi, cuối cùng vẫn cứ toang. Không hiểu là như thế nào. Hiếu ba đánh tù quá, game thủ trẻ. Không trách được, không trách được. Anh có nghĩ là Gam thiếu côn chính hay không á? Cái này thì tôi không nghe được mic check. Tôi chưa nghe được mic check thì tôi cũng không biết được. Không biết là như thế nào. Cảm ơn Minh Nhật đã tặng sao nha, thank you. Một ván một ca khiệu. Nhưng mà tôi nghĩ là anh em bây giờ cũng chả nên phán xét là hiếu 3 hay hiếu 4 nữa, cứ đổi đổi lỗi cho từng khu vực một thì nó cũng không khiến bọn nó tiến bộ ngay lên được, nó không khiến mọi thứ cải thiện ngay lên được. Nên là thôi, ủng hộ thì cứ tiếp tục ủng hộ thôi. Thế còn QG thì mới đầu lên hạng mà đã có một cái hệ số thắng thua là một thắng một thua thì cũng khá ổn. Nói chung là ổn. Mà thắng một đội như là Gam thì đâu có đơn giản đâu. Thằng chó cường bắt đầu gáy đấy, mẹ chó cường fan QG bắt đầu gáy đấy. Ok được, nhưng mà được gáy cái này. Cái này thì tôi cũng khuyến khích các bạn thôi, thua thì đừng có nản, đừng có chửi bới, còn thắng thì gáy gáy ok đấy. Đi đâu mà lại ăn mặc trong thể thao này à. Cương 10 tỷ nói là QG là chú ngựa ô của VCS à. Từ từ các bạn ơi, mới có hai game mẹ các ông, cứ như là mới có hai game bình tĩnh. Đồng ý là cái mức độ gọi là tiềm năng của QG cao, nhưng mà bình tĩnh đã. Tôi nghĩ sức mạnh của QG vẫn có thể thắng được những cái đội mà ngang ngửa về sức mạnh của họ, là họ vẫn thắng được, thừa sức chơi được. Trên kênh chat chúng nó bảo là toàn hàng thải về hết thời mệt vãi. Ai, đúng là miệng lưỡi thế gian thôi. Kệ thôi, kệ thôi, kệ thôi. Bây giờ thì khi mà Gam thua thì tôi biết là cái tâm trạng của fan hâm mộ của Gam không tốt, và cũng không thể nào phản biện được tất cả những cái gì mà anti-fan họ nói ở trên mạng. Cái này tôi hiểu, cái này tôi làm cho cái ngành này lâu rồi, tôi cũng hiểu cái tâm tâm trạng của các bạn là như thế nào. Ai. Kia chưa có tư duy. Ok. SKT lại thua tiếp. Đấy mới là cái điều cũng đang nói đi nha. Cái lúc mà hết cái cặp 1 tôi nghe tôi ngồi tôi xem thông tin tôi thấy là SKT lại toang tiếp, mặc dù là Koma vào dẫn dắt. Cho Faker ngồi dự bị luôn, vẫn toang vai trưởng. Anh đánh giá thế nào về cửa đi chung kết của thế giới của LK? Từ từ, mẹ các bố lại bắt đầu. Khiếp, chưa gì với ông mới thắng được một game mà ông đã nghĩ đến đi chung kết thế giới rồi.
Bình tĩnh thôi, mấy người anh em làm gì căng ấy. Cảm ơn người anh em vừa rồi tặng sao nhá. Cảm ơn Thuận Lâm đã tặng sao. Buồn cười vãi chưởng. Từ từ, các cụ có câu là nói trước bước không qua. QG thắng là vui rồi, nhưng mà từ từ các ông mẹ chưa gì đã hỏi là anh nghĩ sao về tỷ lệ đi chung kết thế giới của QG đấy. Bình tĩnh. Xong rồi mai ok để được gáy, nhưng mà nếu như đó là một câu hỏi thực sự thì chưa, hơi sớm để hỏi câu đấy. Bình tĩnh đã anh em. Tôi nhìn thấy cái status của thầy ba rồi, dơ vãi chưởng. Mẹ thấy người ta đánh ít ra là ông bay lên ông up status là cái gì mà muốn được cháy cùng đam mê một lần nữa à? Cái gì mà team nào tuyển hỗ trợ các thứ à? Ô, thầy ba công nhận là nhạy nhạy, rất là nhạy trong mấy cái vấn đề này. Quay đi quay lại tôi lại thấy hơn 10.000 like rồi, kinh thật. Mấy trăm share rồi, sợ thế. Anh nghĩ sao trước khi trước mùa chẳng người nào đã chuyên môn đánh giá cao Loki mà đánh giá cao Gam thì nó là hiệu ứng của những cái tên, nó là hiệu ứng của những cái tên. Thì anh em có công nhận một điều là nhìn vào là Zeroth, nào là Levi, toàn là những cái tên đã từng được đảm bảo rồi, nhưng mà thú thật thì cái đường dưới tôi vẫn không không cảm thấy an toàn. Cái đường dưới của Gam năm nay không ổn, thật sự mà nói là không ổn một tí nào cả. Thôi ai chơi cờ nhá. Ừ chơi cờ thôi, cũng 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 không không nên nói nhiều lắm về cái trận thua ngày hôm nay của Gam, cũng chả có gì để nói. Thua như vậy là thua toàn diện rồi, tôi không có gì để nói cả, không có gì để bảo chữa như thế nào cả. Thua là thua toàn diện, không có gì phải phân tích hay là anh nhận định, nhưng tôi chả có cái gì mà nhận định về cái trận thua đấy cả. Thua là thua, mọi vấn đề đều đang gặp trục trặc, mọi vấn đề đều đang gặp trục trặc. Anh thấy tớt đó tích cực hay tiêu cực là như nào? Tớt nào? Vấn đề là bạn phải hỏi là tớt nào. Nếu mà cái bạn hỏi là cái tớt bông đùa của thầy giáo ba ấy, thì tôi nghĩ là ở dưới góc độ gọi là giải trí thì không có gì là tiêu cực cả. Ai cũng biết là cái ông thầy giáo ba là một người vui tính và hay thích làm những cái thứ vui vui ở trên mạng. Thì xét cho cùng thì cái status đấy nó cũng là một status gọi là bông đùa thôi. Tôi không thấy cái sự ác ý ở trong đó. Anh nghĩ sao mà dừng là Sena, mid là Levi. Được đấy, nghe có vẻ tươi đấy, không đùa được đâu. Em đang cay gặp anh nói thế buồn quá. Tôi bạn cứ làm như tôi không buồn. Nói chung là Gam cũng là một đội tuyển mà nhiều người yêu thích, tôi cũng yêu thích Gam, mà họ thua thì tôi cũng không vui. Đúng không? Tôi cũng có một chút buồn cho Gam, nhưng mà QG thắng thì vẫn phải vui cho họ. Cái này chúng ta phải công bằng mà nói, thì QG thắng chúng ta vẫn phải vui cho họ đúng không? Đội được đánh giá là không cao, đội được đánh giá thấp hơn một chút xíu, nhưng mà họ lại có chiến thắng ấn tượng thì mình phải vui cho họ chứ. Anh nghĩ Zeroth về lại DBL không? Vá vớ vẩn. Hỏi toàn những câu kiểu không kiểu thực tế một tí nào cả. Levi hồi xưa đi mid solo kill thắng QTV thì đấy thì mang cái ra hồi xưa ra đây nói chuyện làm cái gì, hâm mà. Sena sắp đi Hàn HLE Esports à? Thông tin ở đâu đấy? Hay là lại thông tin của mấy cái ông ở trong sống bằng tình cảm dích ra để gọi là gây hoang mang trong dư luận? Không thấy đâu, không thấy có mấy cái thông tin này đâu nhá, không confirm đâu. Anh nghĩ xa về hai siêu sao của QG, Genza và Hero. Khiếp, khiếp. Hôm nay giật tít siêu sao siêu sủng, ok, đánh hay, rất hay, đánh được, tài năng và còn có thể phát triển trong tương lai, còn có thể phát triển trong tương lai, còn có thể phát triển ở trong tương lai chắc chắn luôn. DNK bây giờ đi rừng ổn quá, được. Mà hai ván mở màn của Loki thì DNK đánh khá tốt, nói chung là ổn. Anh nhận xét về màn trình diễn của Minara ra. Chả có gì để mà nhận xét cả. Đánh như thế thì có cái gì mà nhận xét. Nhiều pha thi đấu nói chung là cũng lủng củng mà nó cũng chưa được nhuyễn. Đi cùng với cả Slay thấy là cũng
nhiều cái bất cập lắm, nhiều cái bất cập mà cũng không muốn nói thì sợ bọn nó mất mất tâm lý, xuống tâm lý, chứ còn chẳng có gì để nói cả, tôi sẽ không có gì để nói trong cái trường hợp này cả.